khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc, triều đại nhà Đường sắp sụp đổ, Trung Quốc rơi vào thời kỳ đại loạn sử cũ gọi là thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, năm đời mười nước. Việc cai trị ở An Nam trở nên lỏng lẻo. Năm này có lệnh bãi chức tiết độ sứ Chu Hoàn Dục vì sự bất lực của y. Độc Cô Tổn, trọng thần của Hoàng đế Chiêu Tông, nhà Đường cử sang An Nam thay Chu Hoàn Dục, là người nhiều tham vọng và gian tham nổi tiếng là Ngục Thượng Thư. Cuộc tranh giành phe phái trong hàng ngũ thống trị khiến Độc Cô Tổn bị biếm chức. Viên tiết độ sứ cuối cùng của nhà Đường phải bỏ trốn ra đảo Hải Nam và bỏ mạng ở đấy. Nhân cơ hội ở An Nam không có viên quan cai trị vì nhà Đường đang trong cơn hấp hối, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng có thế lực từ lâu đời ở đất Hồng Châu, Ninh Giang, Hải Dương đã nhanh chóng đứng ra lãnh đạo nhân dân, nổi lên đánh đuổi bọn đô hộ nhà Đường, chiếm lại thành Đại La, dựng quyền tự chủ cho đất nước. Khúc Thừa Dụ cũng xưng là tiết độ sứ.